người yêu do cô Nguyễn Thị Thanh Hằng sáng tác, phần 2 hát bài You Raise Me Up. Xin mời thầy cô và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu sâu lắng của bài hát You Raise Me Up, tác giả Justin, được thể hiện bởi dàn hợp xướng lớp 3 4 dành tặng các thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Lời bài hát giản dị mà ý nghĩa như một lời cảm ơn chân thành nhất của các em học sinh đối với thầy cô. Đó là những người đã truyền cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh, giúp các em vượt qua những khó khăn, thử thách và trưởng thành luôn mỗi ngày. Chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc với ngọn lửa của sự bền bỉ và lòng nhiệt huyết.